Sáng ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thái Thiện, 58 tuổi, tên gọi khác là Thiện Soi, và Lê Thái Phong, 31 tuổi, con trai bị cáo Thiện, bị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội rửa tiền. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, cha con Thiện Soi đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109% một năm đến 146% một năm và đã thu về hơn 122 tỷ tiền lãi. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng là gần 99 tỷ đồng. Sau đó, cả hai bị cáo rửa tiền bằng cách sử dụng hơn 59 tỷ đồng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của những người vay không trả được nợ. Khoảng tháng 8 năm 2020, một người dân đã làm đơn tố giác hành vi của cha con ông Thiện đến cơ quan công an thị xã Phú Mỹ sau khi đã trả rất nhiều tiền và cấn trừ nhiều tài sản nhưng vẫn chưa hết nợ. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định mức lãi suất do Thiện và người vay tự thỏa thuận, trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.500 đồng một triệu một ngày, và cứ 10 ngày con nợ phải thanh toán tiền gốc lãi một lần. Nếu không thanh toán trong thời gian trên thì lãi sẽ nhập gốc và lập thành hợp đồng vay mới. Tại phiên tòa sáng nay, sau khi nghe Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, bị cáo Thiện cho rằng mình bị oan và không đồng tình với những quy kết của toàn bộ cáo trạng truy tố cho vay lãi nặng. Ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Hồng Nhạc, sinh năm 1997, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng, mức án 7 năm tù, và Hoàng Thị Thảo, sinh năm 1994, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng, 5 năm tù, về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Trần Hoài Thương, sinh năm 2000, ngụ tại TP.HCM, 6 năm tù về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Theo cáo trạng, 7 người đã bị 3 bị cáo dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, thu nhập từ 20 đến 30 triệu một người một tháng. Khi sang đến nơi, những người này bị ép làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, với công việc lừa đảo qua mạng và thường xuyên bị đánh đập, chích điện, hăm dọa nếu bỏ trốn. Gia đình anh Nguyễn Lê Phát Tài, một trong 7 nạn nhân, phải trả tiền chuộc 183,9 triệu đồng, thì nạn nhân mới được về nước. Chiều ngày 23 tháng 8, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đã dập tắt đám cháy và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra nguyên nhân một tàu cá bị cháy rụi tại khu vực Vàm Bà Lịch, ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, chiếc tàu cá mang số hiệu KG95735TS do ông Bùi Văn Tám, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm chủ, chở theo 1.000 lít dầu, đang chuẩn bị ra khơi bất ngờ bốc cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang đã điều động 2 cano chuyên dụng, cùng 16 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy và bà con nhân dân tích cực ứng cứu. Đến giữa trưa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Liên quan đến vụ cưỡng chế nhằm công trình vi phạm tại phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cho biết, vừa kỷ luật ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 và ông Lê Bá Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5 bằng hình thức khiển trách. Trước đó, ngày 8 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Chim Buồn Cột, do có hành vi tổ chức xây dựng công trình nhà ở đô thị không có giấy phép xây dựng tại khóm 4, phường 5. Ngoài bị phạt hành chính, ông Cột còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là ngừng thi công và phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là không quá 10 ngày kể từ ngày có quyết định. Tuy nhiên, ông Cột không tự tháo dỡ công trình vi phạm. Sau đó, ông Cột thuê căn nhà của ông Nguyễn Chí Nguyện liền kề nhà của ông để kinh doanh hàng hóa. Quá trình sử dụng căn nhà thuê, ông Cột lén lút sửa chữa căn nhà của mình, gắn liền phần mái của nhà ông Nguyện. Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường 5 phối hợp với nhiều đơn vị chức năng ở thành phố Cà Mau tiến hành cưỡng chế nhà của ông Cột. Quá trình cưỡng chế nhà ông Cột, lực lượng chức năng đã tháo dỡ nhằm phần mái tôn và khung sắt tiền chế của nhà ông Nguyện.
Chiều ngày 23 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 4 người trong một gia đình tử vong trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, hàng xóm phát hiện nhiều người trong gia đình ông H, 52 tuổi, tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, đang nằm bất động nên đã báo cho cơ quan chức năng địa phương. Hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 nạn nhân đã tử vong, đều là nữ. Họ là vợ và 3 người con của ông H. Riêng ông H được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Ngày 23 tháng 8, trước một số clip video đang lan truyền trên mạng xã hội về việc người bệnh khi đi khám tại bệnh viện K, cơ sở Tân Triều phải trả viện phí theo sự quyết định của một số cán bộ y tế. Đại diện bệnh viện K đã thông tin cho báo chí về việc này. Ông Nguyễn Bá Tĩnh, phụ trách phòng công tác xã hội bệnh viện K cho biết, bệnh viện có 3 cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện giá viện phí theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tại các cơ sở của bệnh viện K luôn có bảng giá dịch vụ được in biểu bản ngay ở khu vực tiếp đón các khoa khám bệnh. Ở vị trí thuận tiện, giúp người bệnh dễ dàng hơn trong việc lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh. Do đó, việc thông tin cán bộ y tế tự quyết định giá dịch vụ và mức thu là thông tin hoàn toàn không chính xác. Đại diện bệnh viện K cũng cho biết thêm, sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, ban lãnh đạo bệnh viện đã họp các đơn vị liên quan yêu cầu tất cả cán bộ y tế phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện ban hành. Bệnh viện sẵn sàng lắng nghe tiếp nhận ý kiến đóng góp của người bệnh và gia đình về các vấn đề tích cực, các vấn đề tồn tại, từ đó có thể đánh giá tiếp tục phát huy hay cải thiện, triển khai các hoạt động phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Ngày 23 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm tới nay, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá 31 băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và bắt 88 đối tượng. Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp nên Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm cướp giật đường phố, trộm cắp tài sản, nâng cao hiệu quả các tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 kết hợp cảnh sát hình sự đặc nhiệm đáp ứng yêu cầu truy xét nhanh các đối tượng gây án. Cùng với đó là chú trọng công tác quản lý các đối tượng diện nguy cơ phạm tội ở cơ sở, tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các lò độ xe là nguồn cung cấp chế độ chế để các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên đường, tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ như cầm đồ, xe gắn máy, trang sức, vàng bạc, cam kết hoạt động kinh doanh đúng quy định.